thưa chế nòng lòn tỏng bàn, lạng giang vỉn cùng xe giáo nay tẩy chạy lạc cầu chay, xe hợn lạm bé à. phản chạt Phan trồi sang trà, hương sơn, tiên lục, tân thanh, xương lâm, lòn tân hưng. Hồng hương sơn trà cùng xe vân lao tiểu tắc nay tẩy chạy lạc cầu chay, xe cản nhảy bé à. cái Cây gì xảy tẩy phụng trọng điểm, chai lạc cổ chay, trở cộng, chấu, say dòng, nay tẩy tón lên nhảy trện, lan làm sạp, cú lạng giang viên sang nên cản cây, làng giang viền, là dầu táo còng tràng của nhân men áp dòng khoa tạo kỹ thuật nhập chấu chặt, cắt bê sảy mộ ăn chấu chặt lạc cổ chay, màu sảy chán mô, chỗ lai cá trị, cành trải cậu. Cây sẩy lầu hối sản tiêu tay cạo cá trị của sản phẩm lật chắn của tẩy phụng. Cú cao cây sẽ tăng ngủ cây càng tràn hợn, trên mọc ta tràn sôi táo dễ dàng, cắn nhạt. Cung xây, sẽ nội dung, chắc sản. loài lạc cổ trong tắc trại trồi lạng sàng dưới loài lạc cổ chay hoàng hậu đặc tính của loài lạc cổ chay cây nên xây chắn cạn ta chắt lẻng tàu ít cạn dẹp ni nghèng chạc loan giàu tua lạc trời lem mền trồi tóng làm cú dẹp ni giàu vân bẹc trao hối chay cú chiều cú dẹp vạ rào màu chặn hong ni nhàn cú cá chay ni toạt nhọc cát chay, dầu màu vung, dạng cặt trừng, loan tem. Lạc cầu chay cây phù hợp loan này, rào kết cấu hạn, đàm bó suối lau tạc hầu, mực xui ngầm tại, loan lắn, thích hợp loan sơn trả trồi bát tể cọ rào tổ sang bá bo, lon hương sơn trả, tiên lục tân thành. Chu kỳ chấu chặt bẹn trang sập nhảy của nhật ta sẽ san trại tó mặt sọc nhạp, năng suất banh tao đạt làm sạp tó làm sập ngầu tấn trồi SHA sản lượng banh tao hợn sập nhảy trên tấn chữ nên sau nhạp đạt hợn làm việc triệu ngăn SHA S có phần tay cọ sau nhạp phát chấn canh trại cả ọc tàu. Xác định trời xế san táo cây xế rắc trồi sang căn mọc tiềm năng, có phần phát chấn canh trại cản ọc tàu trôi tệ bạn, cố viên. Lạc giang tái quy trình chấu chặt lạc cổ chay, màu xảy chán mu trôi tệ bàn vền. Làng tắc chấu theo lầu Việt gáp, thân thiện loan môi trường, chốt phạt cảnh quan nọc trụn, tràn, hào. Để làm chính vụ của nó thì cái tiêu thụ, đối với mức tiêu thụ thì nó nó sẽ Tàn hong chấu chặt chắn mu, đi thị trường xây dòng mổ tạc vụi vột, tác công chỉ đạo cố sở nọc nghiệp loan phát chấn nọc trụn, ngột cây là chấu tô xăng lớp tập loạn tăng chế nòng nọ men, cây chấu chặt lạc cầu chay, mổ sậy chắn mô tiêu chấu chặt phục vụ nhu cầu cú thị trường, nà mô, tú rào lạc cổ chay, tiêu mải, trồi vền loan hạc tao vền, chến tó phục vụ nhu cầu cú thị trường, loan cục cạ mùa nào cũng cũng có dứa để phục vụ cho cái thị trường của họ trong huyện cũng như là ngoài huyện và à, hướng tới là trong cả nước được à, à, sử dụng cái sản phẩm À, dứa lạng giang đó là sản phẩm ô cốp. Ta mạt lạng giang vịt hay sản quy hoạch bá tầy chuyên canh, tô càn ốc tao là còm áp dòng tiến bộ khoa tàu kỹ thuật nhập trại lạc cầu chay mồ sể chán mồ. Sang càn ọc tham gia mồ ăn là cả tổ chức chấu chặt trời cơ sở cú công báo cú tài piêu khuyến đồng, tài piêu hội đạo mền loan học cơ quan chuyên môn cú này năng suất lon chất lượng của lạc cầu chày là tặc tai sản ta nay cá trị chấu chặt cú lạc cầu chày gì ta cú nha xài dòng tăng nhàn Chá trần văn tuyến trời trụn kép sập giặt trời hương sơn trà lạng sang vền xây ét can óc chai lạc cầu chày hợn nhầy sập nền sang nền lẹn lo nay tẩy vột hợn lẻng hát à ế nên hồng trải ếch mù lo sao nhạp tập tròn chán díu trời hợn ét cú nhẹt nên tổ nên ọc tàu lòn của nhân men trồi tề bạn phải chịu cảnh tạc mu màu tạc cá. Cây nên cản cây, nị ọc tàu chá là áp dòng kỹ thuật chấu chặt, chai là cổ chay, màu xề chán mù, nên cọng cung cấp chặt thị trường tắc tổ cố nhiệt trồi nên. Cung xây lòn cá mài xâm lọc trên ngàn ệt cạn, lạc cổ chay mổ sể chắn mù giàu cá trị cỏ hợn, tổ mạt, lon lạc cổ chay chắn mù, chứ liều ngăn trên, dì tắng sau chặt lầy sẽ hợn nhề bẹc chiều ngàn SHA. Chúng tôi vào hợp tác xã thì chuyển đổi sang cây dứa trồng trái vụ thì mang cái hiệu quả nó rất cao. Trong khi đó là chúng tôi chia làm mà ba vụ ngộ cây tham gia hợp tác trả trại lạc cổ chay màu sẩy chắn mù cho lai kiệt cá cành chạy cọu ngộ cây trại mu trào lon chắn mu, lon mu mổ sẩy chắn mu. Ngô cây tọc tải biêu kỹ thuật bó chân sề liều lạm, ta cú công trại tó bùi rẳng. Ngóc tao trại nhầy phải lọc HA, à, cho nên xào SHA, trại lạc cổ chay, cho mu, cho lai kết cá, cành trại cò, phục vụ nhu cầu tăng thị trường. Chất lượng đưa ra sản phẩm cho thị trường thì thị trường đón nhận lôm con cá của cơ quan chuyên môn, chai lọc cổ chay, lôm tiêu chuẩn Việt Gáp. Cho mồi ếch nên ta mạt hán trại, tó nhà sao nhạp, năng suất đạt cò hợn làm mạt, tạc lon cú cong trại truyền thọng. Tỷ lệ lạc cổ cháy loài giặt đạt hơn 3 xà phần bẹc. Lôm nhà xịt cú cháy nòng trồi bát tầy chai lạc cổ chay trồi hương sơn. Chai lạc cổ chay một sợi chắn mù, điều khiển tắc xế san chặt cá chay nhập lạ mù hạc tao là cổ chay chắn mô, xầy, ngầu nhiệt, lọc nhiệt, chặt nhiệt. Đi của nhân mên trời hương sơn là chấu chặt thèm lẻng mu nữa. Ta chặn nhiệt, nhây nhiệt, lam nhiệt, loan pan nhiệt, cao nhiệt, sập nhiệt, dừng lịch. Nhờ dầu xế san sau nhạp trang nên mổ bị cố nhân bốn mại ép cá, tay cỏ kiệt cá chấu chặt. Do dầu thể điều tiết tạc sản lượng của cá chay trôi từng xế san sau nhạp, đồng thủy sẽ chun rào cản cao sập phần bẹc tăng bồn men chọc xỉu cú sang nên cản cây căn lạc cầu chày là sẻ căn mọc tiêu khéo hối không cậy táng tăng bồn trừ cây Đối với thôn của tôi là thôn đồng thủy mà diện tích thì bà con nhân dân là chiếm 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trung đồng thủy giàu hơn cao sạp phần bẹc, trái nòng xây nhăn men trọc siêu cố, căn lạc cổ chai cây, xây căn mọc trại lạt chắn, trang trái nòng, liều tạc không cậy. Nhờ sàn lạp tác họp tác trả hay sản sản phẩm ô cốp nên sản phẩm đạt năng suất chất lượng cao cho lai nguồn sảo ổn định tắng của nhân men. Hội nông dân xã đã tham mưu triển khai xây dựng thành công cái sản phẩm. Hội nọng men của Hương Sơn trà là tham mưu hay sản sản cọ sản phẩm là cổ chay Hương Sơn đạt ô cốp làm sao nên nhảy trên lăn nhảy nhảy. Cho nên ngổ cây cắn chấn khai tiếng dầu, chạy lạc cổ chay mổ sẩy chắn mô. Tạc sở khoa tạo, lon công nghệ, Bắc Giang leng, chấn khai cấp cơ sở nên nhảy trên lăn nhảy làm. Tham gia ma thi sáng tạo, ọc nọng men, Cô cây là tạc ủy ban nhân minh sen hội đồng nhân minh xe cầu nhằn, bến phạm cây, Châu lai cá chỉ cầu, đang xây cháy nòng hồng trại tạc én mu lạc cổ chày, cung xây hội đặc men là bó cháy nòng, chấu chặt, én nên chấu chặt tạc là mu lạc cổ chày, mu mổ xảy chắn mu trầu, mu mổ xảy chắn mu mổn, lon chắn mu, rằng đấy là chú lai kiệt cá cả cảnh trại tài hơn nhà càn tác hào lợi thế ta càn lạc cổ chày cấp ủy chắn quyền lon của nhân men trời hương sơn là xác định cây sấy loài mọc hạt chay lạt chắn tiêu chảy xe canh trại của tể bàn ta hồng dâu tó quỷ ban nhân men bắc sáng khang sở nông nghiệp loan phát chấn nông trụn sở khoa tạo loan công nghệ hội nọng men bắc sản khang ủy ban nhân men lạng Giang viền Loan sang hào bàn ngành đoàn thể cả táng Mô ăn chay lạc cổ chày của hương sơn là hối nhập chuyên nghiệp ta mô ăn cạn ốc tàu, nhạy, lầy, cả cùng, cả cấp. Cô say là hơi sang mô ăn, hợp tác trả, loan tính, chuyên nghiệp cậu. Ta còn bồi giảng can lọc cổ chay, lâm nhà dịch truyền thọng, táo kết hợp loan dòng phát tạo công nghệ, tiêu tay cậu chất lượng, sản lượng. Nên nhảy trẻ ra nhảy giặt, hợp tác trà, lạc cổ chay tràn hương sơn, tác sàn lạp, chứ không phán hơi của cháy nòng trùi trùn. Cung xây sang cố nhan cho họp tác trả là tập họp tác làm sập giặt của nhan. Hàng nên họp tác trả lạc cổ chay tràn hương sơn, đảm báo cung ứng lạc cổ chay trong chất lượng, chẳng sang cố nhan cho họp tác trả vội vụ vột bá tẩy chỗ chặt. sáng phản nhà dịch, tay cỏ chất lượng sản phẩm, chẹp càn sai dòng sản phẩm, tắng sang hào trả dẹn, họp tác trả, lon của nhân men trời tệ bạn. sao nhạp họp tác trả hàng nên đạt hợn, nhảy sập tỷ ngàn từ khi thành lập tổ liên kết xong rồi phát triển lên thành hợp tác xã đấy thì là hoạt động theo mô hình kinh tế tập thể đấy theo định hướng của nhà nước cũng như là kinh tế tập thể thì là ta mà thối nhập chỗ cộng lô mô ăn canh trại họp tác trả một cái là tác tham gia sân lớp tập loạn tác tràng tiếp thị sản phẩm cố sang kênh mài hang điện tử chất lượng lạc cầu chay tác tai sản tao chặt ổn định mổ cắn lò tắc mô lạc cá sản phẩm tác mải chân sỉ hầu Chai lạc cổ chai mồ sầy chắn mu, anh nên ngổ cây mại chặt thị trường, tác sạp cú nhiệt trừ ít nền. Cá trị cành chai cọ, cho lai nguồn sầu cọ, tắng cháy nòng, nọng men. Cả cái dòng dứa, các dự án dứa cháy vụ là nó sẽ giải rác trong một năm là 12 tháng thì chúng tôi sẽ có dứa sản phẩm cung cấp ra thị trường trên 10 tháng. Đấy thì là từ khi vào hợp tác xã là nói chung là về cái hiệu quả bà con cũng nhận thấy vấn đề là là hiệu quả hơn được cái phát triển kinh tế gia hộ gia đình là cái thu nhập đà, sản phẩm trên đầu người mới trên cái diện tích của bà con là rất hiệu quả. Đối lon hương sơn trà, sợi ết trà mền po, cú lặng sang vền. Lon ngầu sập lọc phần bẹc dân số sợi tóc buồn men trọc siêu cú, sẽ sang cú nhân men trời hương sơn, chân díu ai nhập chấu chạt nông nghiệp. Khai thác lợi thế cậy bá tẩy, Cây nên cẩn cây cú nhân men là còm vội vốt, nai tẩy trải lạc cầu chay, non giảng cậy pháng po lai tàu cung xây liều trà rào hợn ếch bè cản ọc chai lạc cổ chay, lon cản ếch bè ngộ sạp HA. Sức cản ọc cây lan rào sau nhạp ta bè ngộ sạp, tó hơn nhảy bạc triệu ngàn ếch nền. Gió nai tẩy cậy khí hậu, nai tẩy, cú, bo, sàn, châu lai. Nên lạc cổ chay trời hương sơn, rào tổ, sang điểm nổi trội hợn, tạc loan sang loài lạc cổ chay cả táng. Cú lạc cổ chay trời hương sơn, lăn chăn sẩy, ngọn nhàn mồ rào tổ lạc lon nhọc ni chăn sợi chuối tiêu nài ni gì mổ bị vài tam mạt hạt rào hấy chăn sởi dạng lòn chăn sởi liang là cầu chay trời hương sơn là tạc kiểm định tắng cá trị dinh dưỡng chăn sởi nổi trội với cái quy mô và cái chương trình liên kết giữa hội nông dân và À, hợp tác xã giữa sạch hương sơn. tràng sản chẹp càn giữa hội nọng men loan hợp tác trả lạc cổ chay tràn hương sơn, trời sang liên cú hợp tác trà lạc cổ chay tràn hương sơn là ta khê sẳng đảm bảo xê lông quy chuẩn sản phẩm ô cốp làm sao cô xây lạc cổ chay chuyển tế bản trà làng chấu chặt chén táo áp dòng khoa tỏ kỹ thuật chấu chặt màu sẩy chán mù cho lai kết cá cành trại cầu hơn sang nên cố chấu chặt là cổ chai mổ sẻ chán bồ là chấu lai kiệt cá chặn cháy nòng nọ men là liều lạm tham gia mổ ăn và con nhân dân đã có cái thay đổi rõ rệt và con nhân dân rất hưởng ứng tham gia cái cái, cái hoạt động sản xuất dứa này cậy thời vụ nhờ nhàn xịch trại lạc cầu chay tô nên, áp dòng quy trình kỹ thuật cố nhân trại lạc cổ chay chùi lạng giang là chấu chủ tạc kỹ thuật trại lo sầu tạc xế san xào nhạc chùi nền còn áp dòng công nghệ cỏ nhập chấu chặt nông nghiệp cụ thể nơi xảy chấu chặt lạc cổ trại là chấu siêu tạc cố cọng lãng phí cái nay tẩy lon nguồn xùi do tính ưu việt cố sang hào công nghệ cây lồng công nghệ xe tạo, công nghệ rèn, công nghệ chấu chặt sợi pol hữu cơ, lon cà tỏng bến chấu chặt. Thị trường xây dòng chắn và sợi sang khen, Quảng Ninh, Hải Phòng, Tuyên Quang, Lào Cai, thủ đô Hà Nội. Tiêu cao phần, tai cò lạt cạnh tranh của hao sản phẩm chủ thị trường, lo sảng thẻm cá trị sản phẩm. Trời nay, cắn chảy xẹt phát chấn sản phẩm lạc cổ chày, nêm lo dụ lịch. Chấu phạt lầu hối sạn, tắng chấu chặt nông nghiệp. Trên đây, nhằm bảo vệ loàn phát chấn manh hiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân Mên là phê duyệt dự án khoa tạo công nghệ cập liền. Hơi sảng cuốn lầy loàn phát chấn manh hiệu tiếng nhàn, lạc cầu chay lạng giang, tắng sản phẩm lạc cầu chay của lạng sàng phìn, bắc giang khang. Xấy san chấu dự án nơi xảy nhây sọc lấy của nhiệt. Ta bát nhiệt nên nhảy chẹn ăn nhì nhảy, tóc ban nhiệt nên nhảy chẹn nên nhịp lấy. Mục tiêu của dự án nơi xảy nham tay cọ, măn, loan cá trị sản phẩm cũng là cầu chay lạng giang, trồi thị trường. Bền công cụ bảo hộ, loan khai thác, quyền sở hữu trí tuệ, đối loan manh hiệu tiếng nhằn, là cầu chay lạng giang. Đến nay trải qua gần một năm triển khai, thì các nội dung của dự án cũng đã đang được triển khai theo đúng cái tiến độ được phê duyệt. Lon cỏ phối hợp của sở khoa tọc lon công nghệ, ủy ban nhân men lạng sang phiền, bá tây chủ trì, dì lâm sang bá tây chai lạc cầu chạy, lon cạt bè sẽ cộng tràng cố cháy nòng nhân men, chứa cộng chấu hào cộng chấu, nên sẽ cộng chấu do liên quan tỏ khảo sát, hay sản manh hiệu đăng ký bảo hộ, tiến hành hào cộng chấu, đào tạo tập loạn, tay cọ năng lạc tăng cháy nòng, Lê tạo cung xây manh hiệu tiếng nhàn là cầu lạc cầu trai lạng giang là tác nộp hồ sơ đăng ký cho cục sở hữu trí tuệ nên nhảy trẻ là nhảy lấy dự kiến manh hiệu sẽ tặng bảo hộ đối lon hình thức manh hiệu tiếng nhàn đệm lon cố măn lạng giang bảo hộ đối với hình thức là nhãn hiệu chứng nhận gắn với tên địa danh lạng giang chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu uh, cho um, xã Ngô cây tố năng tham mưu tắng ủy ban nhân viên trả, tắng chế nòng tham gia đề tài khoa tỏ cột Lang, tham gia dự án manh hiệu téng nhàn, lạc cổ chay lạng dàng, tiêu tố năng tay cọ man hám, cố lạc cổ chay lạng giàng tiêu càng nhạt càng tay cọ tất cá chị chối chặt tắng cố lạc cầu chay lạng giang loan tay cọ sao nhạp tắng cháy nòng cùng xây sang học cộng chấu của dự án làng tạc bá tây chủ trì phối hợp loan sang ngành chức năng của leng vin loan ủy ban nhân dân sang trả trời bá tây chấu dự án chấu xây lom xây san công hay sảng cuốn lời phát trấn manh hiệu tiếng nhàn xây công cụ chàng tay cọ măn hám, lon cọng thắn nhập cú sản phẩm, giàu manh hiệu tiếng nhàn, là cầu chay lạng giang. Sản phẩm tái chặt thị trường tác ổn định, cải số lượng, chất lượng, thông cú, quy trình chạy, bùi giảng, sao nhạp, lon lao tiều. Trên đây cắn đàm bó, cày cạn kèng, chấu chặt, tay cọ cá trị trời thị trường, thông cú, cú con bó vệ manh hiệu cả sàn Tây Bạn. Mèn cà táng sẽ có phản tay cọ tay cẩy, lăn lặt cạnh tranh của sản phẩm trời thị trường nội hàm trong cái việc phát triển xây dựng thương hiệu là cái động lực để mà thúc đẩy cái hoạt động thương mại. Giang cọng trồi tóng làm trừ cỏ phát trấn manh hiệu, nên xảy tòng lạt tiêu chảy xe khao cọng chấu thương mại. Các sản tác manh hiệu tây cẩy cố nông sản Việt Nam trồi thị trường. Mó hỏng trồi thị trường trồi cổ cạ, ma cắn trồi thị trường trồi cao tao cổ cạ. Là cầu chay lạng giang xảy sản phẩm trồi tế bạn. Vì nay thị trường quan trọng nhất vẫn xảy thị trường trồi tóng làm cổ cạ. Cắt bê xây trồi hao thành phố Tài, Lôm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thì đấy là những cái thị trường chính của sản phẩm trong tương lai. Lon kết cá cành trại ta chấu chặt căn lạc cầu chay màu xây chắn mô trở lai, chơi lon còng dâu táo của sang cấp sang ngành, chơi còn còng hay sảng manh hiệu tiếng nhàn, lạc cầu chay lạng giàng. Ngộ cây thắn, lon yêu thế cây nay tẩy, lon ký hậu trở cầy, lon còng tròn sau của chấn quyền, lon chuyển thọng chiêu hầu. Trọng một tuần tọc màn, áp dòng khoa tỏ kỹ thuật tiên tiến, trồi nòng nghiệp, cú cháy nòng là cầu chay lạng giang sẽ xảy căn trại rào lạt xẹc chạy xe phát chấn cành trại càn ọc tao trồi tệp bạn vền có phản tai cọ xe xe cố nhan chấu chặt chạy xe canh trại hợp tác phát chấn càn nọng nghiệp trồi tệp bạn